Xin bánh chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của em Hoàng ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem tiếp một số cái mang phôi ha. Để một bể nè, giá rất mềm luôn, quý vị nhanh tay nhận lẻ ha. Mình cũng xin nói thêm là mai nhận tâm chỉ quay video giới thiệu cây cảnh cho nhiều chủ shop và những các bạn có nhu cầu quay giới thiệu cây cảnh, còn mai nhận tâm thì không có mua bán nha quý anh chị. Nếu quý anh chị có nhu cầu giao lưu cây cảnh, vui lòng gọi điện thoại trực tiếp đúng số của chủ shop, mình có để phần mô tả video nhé. Nhớ là đúng số nha quý anh chị, vì mỗi video là mỗi chủ shop khác nhau nha, anh chị cũng lưu ý điều này. Rồi, chào em. Dạ em chào anh Tâm, chào cô chú anh chị em yêu mai vàng mọi miền đất nước ạ. Dạ con tên là Hoàng ở ấp An Lạc Trung, xã Sơn Đông, Chợ Gạo, Tiền Giang. Nay con tiếp tục về 28 phôi mai giáo Hữu Đức bông từ 5 đến 12 cánh để phục vụ cho cô chú anh chị em ạ. Hình thức của con là bao sóng bao ship toàn quốc. Số điện thoại con là 0326903341 cũng là số Zalo của con ạ. Dạ con xin vô cây mã đầu tiên ạ. Rồi. Cái này chiều cao 37. Dạ hoành 12 có hơn tính 12 ạ. Dạ cây số 1 giao lưu giá 250 ạ. 250. Cây số 2. Cây số 2. Dạ chiều cao 43. Dạ hoành 13 đó. Có hơn tính 13. Dạ cây số 2 giá 300 ạ. 300. Cây số 3. Rồi, số 3. Dạ chiều cao 44. Dạ hoành 14. Dạ cây số 3 giá 250 ạ. 250. Cây số 4. Dạ chiều cao 47. Dạ hoành 16. Dạ cây số 4 giá 200. 200. Cây số 5. Số 5. Chiều cao 36. Dạ hoành 15. Dạ cây số 5 giá 200 ạ. Rồi, 200. Cây số 6. Số 6. Dạ chiều cao 27. Dạ hoành 14. Dạ cây số 6 giá 300 ạ. 300. Cây số 7. Chiều cao 40. Dạ hoành 18. À, cây này do vận chuyển nó có cày đây miếng da nha cô chú. Dạ. Dạ cây số 7 giá 200 ạ. 200. Cây số 8. Số 8. Dạ chiều cao nó 58. Dạ tổng thể đây là 19. Còn đây là 15 hoành ạ. Dạ cây số 8 giá 208 ạ. 280. Cây số 9. Dạ chiều cao 47. Dạ hoành nó 17. Vậy đấy ha. Dạ cây số 9 giá 250 ạ. Rồi, 250 thôi quý vị.
Cái số 10. Số 10. Chiều cao 50. Giá quanh nó 14. Dạ, cây số 10 giá 180. À, 180. Số 11. Chiều cao nó 42. Giá quanh nó 17. À. Dạ, cây số 11 giá 220. 220. Cái này chiều cao 38. Dạ, quanh 22. Dạ, cây số 12 này giá 300 ạ. Rồi, 300. Cây 13. 13. Chiều cao 66. Giá quanh 17 có hơn, tính 17. À. Vậy đấy ha. Giá cây số 13 giá 280 ạ. 280. Cây 14. Chiều cao 24. Giá quanh 14. Giá cây 14 này giá 200 ạ. 200. Cây 15. 15. Giá chiều cao 43. Giá quanh 18. Giá cây 15 này giá 250. 250. Cây 16. Chiều cao 27. Giá quanh 15. Giá cây 16 này giá 250 ạ. 250 thôi. Cây 17. Chiều cao 28. Giá quanh 14. Giá cây 17 giá 220. 220. Giá cây 18. Giá 3. Chiều bay nó là 28 ạ. Giá quanh nó 16. Giá cây 18 giá 250 ạ. 250. Cây 19. 19. Chiều cao nó 36. Giá quanh nó 18, 17 có hơn, tính 17 ha. Tính 17. Giá cây 19 thì giá 250 á. 250. Cây 20. Giá chiều cao 85. Giá quanh nó 22 ạ. À. Vậy đấy ha. Ở cây này là nó lên mầm xanh, nó lên tược mạnh rồi nha cô chú. Cây này về là có thể trồng liền được. Dạ, cây 20 này giá 450 ạ. 450. Dạ, cây 21. Tông cao.
Dạ, chiều cao cây này là 116. Dạ, hoành 31. Dạ. Đây, giúp ha. Giúp cây nè. Dạ, cây 21 này em giao lưu giá 1.3 triệu. 1.3 triệu. Dạ, cây 22. Dạ, chiều cao nó 62. Dạ, hoành nó 21, có hơn tính 21. Dạ, cây 22 này em giao lưu giá 300 ạ. 300. To lùng lực em chỉnh. Cây 23. Chiều cao 35. Dạ, hoành 30. Dạ, cây 23 này em giao lưu giá 500 ạ. 500. Dạ, cây 24. Chiều cao nó 94. Dạ, hoành 28. Cây 24 này em giao lưu giá 550 ạ. 550. Dạ, cây 25. Chiều cao nó 67. Dạ, hoành nó 24. Dạ, cây 25 này giá 450 ạ. 450. Dạ, mã 26 là mã combo gồm có 2 cây. 2 cây ha. Chắc siêu phong. Cây này chiều cao nó 45. Dạ, hoành 13. Cây này chiều cao 24. Dạ, hoành 15. Mã 26 này 2 cây em giao lưu giá 250 ạ. 2 cây 250. Dạ, mã 27 cũng gồm 2 cây. Cây này chiều cao 27. Dạ, hoành 15. Cây này chiều cao 44. Dạ, hoành 15 có hơn dạ. Tính 15. Dạ, mã 27 này 2 cây em cũng giao lưu giá 250 ạ. 2 cây 250. Dạ, mã 28 cũng 2 cây, cũng là mã cuối clip của em. Cuối clip ha. Cây này chiều cao 50. Dạ, hoành 17. Cây này chiều cao 40. Dạ, hoành 15. Đó. Đây. Mã 28 này 2 cây em cũng giao lưu giá 280 ạ. Rồi, 280 ngày 2 cây. Dạ, cuối clip cảm ơn cô chú anh chị em đã xem clip con, ủng hộ con nhiều clip vừa qua và con mong cô chú anh chị xem em xem clip và ủng hộ con tiếp ạ. Dạ, con xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho Hoàng. Bây giờ mình cũng tạm dừng nha. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.